rồi, em cứ làm đi, em cứ làm đấy đi, bây giờ chị gọi rồi. Và một bạn sẽ dùng cái sâu để dành quyền trả lời khi các con tìm được câu trả lời đúng. Con có đồng ý không? Không. Anh gồm có ba ô cửa bí mật, ô số 1, ô số 2 và ô số 3. Bí mật ở trong ba ô cửa này là những người này. Và những đoạn nhạc, bài hát về mùa xuân mà các con đã được học rồi. Khi mở ô cửa ra, các con đã nhìn và nghe thấy bản bài hát gì thì các con đoán được tên bài hát, xem là đó có đúng không nhé. Các con có đồng ý không nào? Bây giờ tôi muốn là các con sẽ mở ô cửa mà các con thích. Cô sẽ dành quyền cho độ của bạn Minh Phương mở trước nào. Mở ô số mấy? Nào chúng ta hãy cùng nhìn lên ô cửa số 1 xem.
không? Trên nó có gõ không? Không không? Tại vì con này nó đang nói. Hết rồi ạ.